Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Lúc: Sara lớn khôn. Tác giả: Ken Spillman, Jen Người dịch: Bùi Thị Ngọc Hương. Giọng đọc: Ngọc Linh. Một. Chính rồi mẹ ơi, chắc chắn là chính rồi. Mẹ nhìn nè, con có thể nhìn thấy mà. mà lấy nó ra được chưa mẹ? Sarah rất thích nướng bánh cùng mẹ. Cô thích âm thanh tri vui tay của mẹ đánh trứng bằng điện và khoái liếm sạch bông chiếc muỗng sau khi tất cả các nguyên liệu đã được thêm vào tô. Cô cũng mê ăn bánh ngọt và bánh quy khi chúng vẫn còn âm ấm ấm điều duy nhất sara không thích là canh đồng hồ hay chờ bộ đếm thời gian reo lên nhìn nè mẹ chín rồi mà sara khăng khăng và chăm chú nhìn xuyên qua cửa kính lò nướng cô mang găng tay rồi nắm lấy tay cầm cửa lò và mở hé hé sara reo lên với mẹ mẹ ơi bánh vàng rồi vàng ươm tuyệt đẹp luôn bánh nở phòng lên rồi mẹ nè Chúng ta lấy nó ra nhé. Con có thể tự làm không ạ? À? Mẹ cô nhìn đồng hồ. Ôi Zara, đừng. Cô đã bao giờ mở lò lấy đồ nướng ra đâu. Cần ít nhất 5 phút nữa. Mà có khi phải đến 10 phút ấy. Con mà lấy bánh ra bây giờ thì... Nhưng mẹ ơi, nó chín rồi mà. Mẹ nhìn đi. Con yêu à, nó trông có vẻ chín bên ngoài vậy thôi chứ ở giữa vẫn còn sống đấy nghe lời mẹ con cần phải chờ chờ với chả đợi sarah thầm nghĩ còn điều gì tệ hơn nữa không nhỉ sarah thậm chí rất ghét phải chờ đợi một việc mà cô không muốn nó xảy ra cơ tốt hơn hết là vượt qua và kết thúc nó lẹ lẹ nhưng chờ đợi những điều mà cô muốn lại còn tệ hơn theo ý của zara người sáng tạo ra hành động chờ đợi cũng không khác gì người phát minh bài tập về nhà zara nhảy từng từng tại chỗ mẹ ơi con không muốn bánh ngọt khô cứng đâu con muốn lấy nó ra ngay bây giờ năm phút nữa thôi mẹ trả lời nhưng zara tiếp tục làm nũng và cuối cùng mẹ cũng đành phải nhượng bộ zara ngắm nghía cái bánh đầy tự hào mặt bánh nở phồng lên thành ụ, mùi thơm lan khắp phòng bếp. Đây là cái bánh ngọt tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Và rồi, khi Zara sốt ruột chờ nó nguội, vừa háo hức thèm muốn giây phút được thưởng thức kiệt tác của mình, thì cái bánh bắt đầu xẹp xuống. Chính giữa bánh lõm dần, lõm dần, giống như quả bóng bị xì hơi. Mẹ đặt tay lên vai Zara, mẹ đã nói rồi mà con yêu. Ôi, mẹ thật sự mong con học được kinh nghiệm lần này. Hết chương 1Chương 2 Sarah luôn thiếu kiên nhẫn từ khi mới chào đời. Từ ngày còn nhỏ xíu, cô đã khiến ba mẹ phải điên đầu. Giờ đây, khi Sarah đã lớn hơn, ba mẹ đã có thể giải thích cho cô thỉnh thoảng lời khuyên của ba mẹ cũng hiệu quả đấy. Nhưng thường thì không có điều gì mà mẹ hay ba có thể nói hay làm mà khiến cô bé bình tĩnh và chờ đợi. Chị gái tuổi tiên của Sarah luôn không ngừng treo chọc cô bé. Ba đang định làm một điều gì đó đặc biệt cho mẹ. Có lẽ chị Farah sẽ nói. Nhưng chị không được phép nói với em đâu, vì ba biết em sẽ làm lộ bí mật mất thôi. Hay, em sẽ cực thích món quà em sẽ nhận được cho ngày sinh nhật của em đấy." Đối với Sarah, điều này hoàn toàn là một sự tra tấn. Farah biết như vậy. Cô chị chưa bao giờ để cho Sarah sử dụng bất kỳ đồ vật gì của mình mà không bắt cô bé đợi chờ. "Được, em có thể chơi điện thoại của chị." Chị ấy nói, "Nhưng với điều kiện, em phải để cho chị Yên đến đúng 5 giờ." bà của Sarah luôn có câu châm ngôn cho tất cả mọi việc những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi bà thích nói như vậy bà còn có một câu khác nữa kiên nhẫn là một đức tính tốt khi giải thích cho Sarah hiểu câu châm ngôn có nghĩa gì bà cũng nói rằng sự kiên nhẫn thường được tưởng thưởng nhưng bà ơi Sarah cãi ba nói rằng con chim nào đến sớm thì mới bắt được sâu nếu nó chờ thì sẽ như thế nào ạ à? chắc nó sẽ chết đói mất thôi bà cười to à đôi lúc điều này cũng đúng bà thừa nhận tới trước phục vụ trước đây cũng là một câu tục ngữ xưa nhưng có thể đợi khi cần đợi đó mới là điều quan trọng chẳng ít gì khi cứ sốt ruột về những thứ tốn thời gian. Sarah nghĩ cô đã hiểu, nhưng làm thế nào cô có thể thay đổi cách cảm nhận của mình cơ chứ? Chính những ý tưởng của bà đã giúp Sarah bắt đầu làm một khu vườn trên ban công. Không việc gì rèn tính kiên nhẫn tốt hơn là chăm sóc vườn cây. Bà nói với mẹ của Sarah: "Con không thể ép một cái cây phải lớn nhanh." cũng chẳng ít gì nếu nhổ gừng khi nó chưa đủ chín và nếu con cắt những nụ hoa còn quá non, có thể nó sẽ không bao giờ nở. Mẹ nghi ngờ kế hoạch đơn giản của bà sẽ thành công. Con biết tính bé Zara rồi đó, bà nói, con bé sẽ than chán về khu vườn nếu nó không tạo ra được bất cứ gì trong ngày đầu tiên. Nhưng chúng ta hãy chờ xem dù gì cũng đáng để thử. Hết chương 2 Chương 3 Mẹ của Sarah nói rằng bà là người mát tay. Và từ hồi Sarah có thể nhớ được, bà từng thuyết phục mẹ tận dụng ban công nhiều hơn. Bây giờ mẹ đã đồng ý để bà cùng Sarah làm vườn trái ban công, nên chẳng việc gì có thể khiến bà dừng kế hoạch này. Đầu tiên, người ta giao đến một cái chậu to, trồng một cây chanh bé tí xíu. Chậu cây được đặt ở phía nhiều nắng nhất trên ban công. Và bà đưa cho Zara 6 cây dâu tây để đặt quanh chậu cây chanh. Dọc theo ban công, cà chua và ớt được trồng trong các chậu nhỏ hơn. Dưới thành ban công, các hộp dài được dùng để gieo các loại hạt đậu, đậu bắp, cải xăng keo củ cải đỏ và một số loại rau thơm. Chỉ trong vài tuần, Ban Công đã biến thành một ốc đảo nhỏ xanh mướt, nhìn xuống thành phố. Khu vườn trông thật tuyệt, và Zara cứ luôn miệng nói về nó không ngớt. Zara cũng muốn vườn cây của mình lớn thật nhanh, phải thật, thật lâu, các hạt đậu và hạt mầm mới chịu đâm những nụ chồi tí hon lên khỏi mặt đất có vẻ như phải mất hàng nhiều năm chúng mới lớn lên được sara nhổ cải săn non ngay khi chúng mới nảy lá thế là chúng chết ngay sau đó rồi cô liên tục nhổ các cây rau thơm khi những cây dâu tây ra hoa sara tưới ngập nước hy vọng chúng sẽ nhanh kết trái nước tràn ra khỏi chậu và chảy lên láng trên sàn ban công thu hút côn trùng đủ loại hình dạng và kích thước đến. Bọ da phá hủy rễ của các loại rau, mọt ngũ cốc chén no nê những quả dâu tây của Zara trước khi chúng kịp chín để hái. Bà phun tinh dầu hữu cơ cho các cây, nhưng đã quá trễ. Không sao cả, Zara. Bà an ủi, chúng ta cũng sẽ phải diệt trừ đám sâu bọ và trồng thêm cây mà làm vườn thì lúc nào cũng phạm sai lầm. Và phải nhớ lấy những điều đó. Chúng ta sống và học hỏi mà. Nước, cây xanh và côn trùng cũng thu hút chim chóc. Một ngày kia, Sarah để ý thấy một con chim đang làm tổ. Cái tổ được xây giữa trần ban công và vách tường, ngay phía trên cây chanh nhỏ của cô. Đó là một con chim sẻ. Mẹ nói Chúng sắp làm xong rồi. Con chim trống chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Loài này làm tổ theo đôi. ra cũng ra ngoài xem thử, nhưng có vẻ không thích. Ồ, tuyệt ghê. Khi chim non nở, chúng ta sẽ phải nghe chúng kêu chip chip đòi ăn suốt ngày. Ôi thật sao ra? Con cần phải học cách biết trân trọng thiên nhiên. Mẹ gắt chúng ta là một phần của hệ sinh thái con biết mà sự sống mới luôn rất đặc biệt hãy cứ đợi đến khi con nhìn thấy những chú chim non đáng yêu như thế nào phara có thể đợi và chị ấy không quan tâm phải đợi trong bao lâu còn zara thì muốn trứng chim sẽ nở ngay lập tức hay thậm chí tốt hơn là nở từ hôm qua thỉnh thoảng zara nhìn thấy chim sẻ mẹ lan các quả trứng sửa soạn lại lớp điểm lót bằng lông cho con. Đôi khi nó bay đi một lát. Cái ý nghĩ đứng trên mép chậu cây chanh và nhìn trộn vào cái tổ có sức cám dỗ cực lớn. Hết chương 3 Chương 4 Sarah không thể cưỡng lại nổi. Cô nhìn thấy bốn quả trứng nhỏ xíu, lốm đốm nâu. Mỗi quả có một hoa văn khác nhau trong giống như những cái hạt được sơn màu của một phòng cổ to xinh đẹp hai con chim sẻ hoảng loạn vỗ cánh trao lượng quanh ban công một con đáp xuống cố gắng khiến cô sao lãng bằng cách kéo rê cánh giống như cánh bị gãy vậy sarah vươn tay lấy một quả trứng nó ấm ấm và trơn láng khi đang leo xuống khỏi cái chậu để quan sát kỹ hơn thì vỏ trứng mỏng vỡ ra giữa những ngón tay của cô. Chất lỏng từ trong trứng bắt đầu rỉ ra. Zara nhìn thấy màu vàng của lòng đỏ vằn vẹn những vệt máu. Hoảng sợ, cô nàng thả rơi quả trứng và bật khóc. ra chạy ra. Mì chị mở to khi nhìn thấy sinh vật màu hồng nằm bất động trong đống nhầy nhụa. Là em làm, phải không? Em thừa biết là nó chưa đến lúc nở mà. Không phải sao? mẹ sẽ dẹp bỏ cái tổ đi cho coi. Em biết mà, chị tưởng là em thích những con chim sẻ đó đấy. Zara ôm mặt trên rỉ khóc. Một lát sau, mẹ và bà xuất hiện ở cửa. Bà ôm Zara vào lòng. Chỉ vì Zara không thể đợi được đó. Farah nói. Đừng trách em nữa. Mẹ nói với Farah. Con không thấy em buồn lắm rồi sao? Mẹ nói đúng, Zara rất đau khổ. Nhưng Zara cũng hiểu rằng những lời chị nói rất đúng. Cô đã làm một việc kinh khủng chỉ vì cái tính thiếu kiên nhẫn. Sẽ không bao giờ như thế nữa. Cô tự nhủ, không bao giờ, không bao giờ như thế nữa. "Cháu à," bà nhẹ nhàng nói, "chúng ta đều rất buồn về việc này. Nhưng chim mẹ đã quay về tổ rồi những quả trứng khác sẽ không sao cả còn nữa hãy nhìn những cây đậu kia kìa cháu yêu cháu chưa kể với bà về chúng sarah đưa mắt nhìn đầu tiên là cái tổ và sau đó là thành ban công một hai ba thật sự rất nhiều quả đậu đang ẩn mình trong khóm lá hình trái tim chúng ta có nên hái một quả không nhỉ bà hỏi không ạ à. sarah cương quyết chúng vẫn chưa chính hẳn đâu ạ à. từ hôm đó trở đi mọi người đều nhận thấy sự thay đổi ở sarah giống như khu vườn ban công và giống như ba chú chim sẻ non kêu chip chip suốt ngày ngoài kia đã đến lúc sarah lớn lên Farah vẫn thích thử thách đồ kiên nhẫn của cô em gái và Sarah vẫn cảm thấy bồn chồn không yên khi chờ mẹ nướng những mẻ bánh ngọt thơm ngon. Tuy nhiên, cô đã có thể chờ và cô đã làm được. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hết chương 4 Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách, bài học về tính kiên nhẫn. Đã đến lúc Sarah lớn khôn Tác giả Ken Spielman, James Người dịch Bùi Thị Ngọc Hương Giọng đọc Ngọc Linh Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngũ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần bạn. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.